Đúng. Ai quýnh mày? Biết kêu đúng tên đúng người. Tao ơi, tha cho tôi đi không? Liên quan hai video clip ghi lại cảnh một người đàn ông trên tàu cá bị hành hạ bằng kim giả mang. Ngày 17 tháng 11 năm 2022, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát bước đầu, vụ việc này đã được giải quyết xong. Ông Trần Tấn Công thông tin thêm, vụ việc được giải quyết như thế nào thì phải chờ báo cáo từ thị trấn Sông Đốc. Qua điện thoại thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sông Đốc báo như vậy. Theo thông tin từ phía huyện Trần Văn Thời, vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm 2022. Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân có trình báo công an nhưng không yêu cầu xử lý hình sự. Sau đó, hai bên tự thỏa thuận. Chủ tàu và người đánh đã bồi thường cho nạn nhân. Người hành hạ nạn nhân tạm trú ở khóm 6 thuộc thị trấn Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Một lãnh đạo huyện Trần Văn Thời cho biết vụ việc đã được tự thỏa thuận giải quyết xong. Không biết lý do vì sao hai clip xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động của những người xuất hiện trong clip khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Huyện Trần Văn Thời sẽ cho rà soát lại toàn bộ vụ việc người đàn ông bị hành hạ giả mang này. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, tối 15 tháng 11, mạng xã hội xuất hiện hai clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ giả mang trên tàu cá ở ngoài biển. Hai đoạn video clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng húp, bị hai người đàn ông khác hành hạ giả mang. Họ dùng kim bấm vào bôi, vào ngón tay, vào hạ bộ người này, bất chấp nạn nhân năn nỉ xin tha. Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn, mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân. Thằng nào quýnh mày? Mày nói! Buốt vô ba cái. Tay găng chỗ nè. Mày mua tay găng. Thằng nào quýnh mày? Thằng nào quýnh nói hết. Thôi giờ vô ăn uống mà tôi không có nói cái gì đâu. Thằng nào quýnh mày? Trong đây ba thằng cũng có thằng cũng có tên. Thằng nào quýnh? Tên gì? Không có ai quýnh hết trơn á. Ta nói mày có sai không? Không bao giờ sai. Từ đây trở về, tới vô luôn, không có gì nữa. Cái này chưa có mày sai, biết cả nè. Nè, chơi chưa có không? Chưa. Chắc đôi lắm. Lấy c*** ăn đi.